trước mặt, hay là thậm chí khi mà mình có thể đi thuyền từ ngoài biển đó, thì mình cũng có thể thấy được Quan Âm và Quan Âm vẫn thấy mình. Mình có một cái cảm giác giống như rằng là bất cứ ở nơi nào đó cũng có cái con mắt của Ngài Quan Âm, giống như rằng là Ngài là thiên nhãn vậy đó. Hay là cái con mắt, mọi cái con mắt của Ngài ở khắp nơi, nên đều có thể nhìn thấy mọi cái sự sinh hoạt, cũng như rằng là tâm tư của chúng sinh á, Ngài đều nhìn thấy được hết. Thành khi mà họ làm Quan Âm tam diện này, nhìn ba hướng đó, cũng hàm một cái ý nghĩa rằng là trong khắp hết cả tam giới, không có một cái nơi nào á mà không thoát ra khỏi cái con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắt từ thị. Bởi vì tam giới này thì nó chỉ là kết quả của một sự khởi hoặc do nơi cái vọng tâm tạo thành. Thành ra nó hiện bày tam giới, giống như trong Kinh Pháp Hoa nói rằng tam giới du như hỏa trạch. Tức là trong suốt tam giới thì không có cái chỗ nào được bình an hết, chỗ nào cũng giống như là ở trong nhà lửa. Thì chính vì như vậy đó mà chư Phật thì hiện ở nơi đời để khai thị cho chúng sinh biết được, giác ngộ được cái hoàn cảnh, cái cảnh giới của mình là một cái cảnh giới nguy hiểm. Thành ra vì như thế đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong số những vị đại Bồ Tát. Ngài trước đó Ngài là một vị cổ Phật, và sau này vì cái hạnh nguyện độ sinh á, mà Ngài thị hiện thành thân của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại. Thì Ngài chuyên cứu khổ. Căn bản đó là vì sao mà chúng sinh ngưỡng mộ Ngài Quan Thế Âm nhất, tức là theo cái nhìn trí tuệ, cái nhìn của cái mà chân mới vọng, thì chúng sinh tuy là chúng sinh vọng thấy cái chân thể đại bi của Quan Âm nó trở thành một thứ tình cảm, nhưng dù là chúng sinh có vọng thấy như vậy hay chúng sinh có thấy thật đi chăng nữa, thì cả hai hạng, hạng thấy vọng và hạng thấy thật, hạng nào cũng phải ngưỡng mộ Quan Âm hết. Thì hôm trước là mình nói đến cái lý do như vậy, là nếu mà cái hạng mà thấy được cái chân thể của đại bi ấy, thì hàng nó cũng đương nhiên cũng phải ngưỡng mộ cái tinh thần của đại bi, tại vì chính cái tinh thần của đại bi đó là tinh thần của thượng cầu hạ hóa. Tức là muốn độ hóa chúng sinh thì cũng phải dùng cái đại bi, mà muốn thượng cầu thì cũng phải viên mãn đại bi tâm thì mới thượng cầu được. Thành ra đại bi nó trở thành ra là một cái nền tảng của cái vấn đề bồ đề tâm. Thành ra mới hay nói rằng là đại bi, bi ấy, như là thể của bồ đề tâm. Nếu mà bồ đề tâm nó lấy do cái gì mà có thể phân biệt được đó, là bồ đề tâm thuộc về phương diện gọi rằng là đại chính đó, chân viên, thì xét ở cái bồ đề tâm đó, đó mà hễ bản thể của cái bồ đề tâm phát ra đó là thuộc về đại bi ấy, thì đương nhiên rằng là cái bồ đề tâm nói trên nó đó là đại, là chính, là chân, là viên. Còn ví bằng không như thế á, thì đương nhiên nó trở thành rằng là tà, rồi tiểu, ngụy thiên. Thành ra do bồ đề tâm á mà thành Phật. Nhưng mà nếu bồ đề tâm mà không biết pháp á, pháp gọi là sai lạc hay tổ hỏa nhập ma hay là tà pháp, pháp mà phát xiên, phát lệch chứ không phải chính pháp, chính là pháp ngay hàng thẳng lối, là đúng, đúng đường, đúng lối, thì nó có thể rơi vào cái vấn đề rằng là không phải bồ đề tâm. Mà không phải bồ đề tâm thì không có Phật, mà hễ có bồ đề tâm thì có Phật. Thành ra có thể nói là bồ đề tâm là mẹ sinh ra chư Phật. Nhưng mà thể của bồ đề tâm thì thường thường nó là dĩ đại bi ấy, vi thể, là dùng cái đại bi ấy. Thành thử ra cho dù là có thấy cái bản thể nó một cách vụng về, tức là vọng tưởng đó, kiểu như phàm phu vẫn ngưỡng mộ Quan Thế Âm, mà cho dù có chính xác mà nhìn thấy đó thì cũng vẫn không thay đổi lập trường, thì vẫn
vẫn ngưỡng mộ Quan Âm như thường, là bởi cái lý lẽ nói trên. Thành chính bởi lý lẽ nói trên đó mà mới dám nói hẳn một điều rằng là Quan Thế Âm có một vị trí trọng yếu ở trong Phật Pháp Đại Thừa Phật Pháp đó, mà mình có thể thấy rằng là từ mật tông cho đến hiển giáo, từ tịnh độ cho đến thiền đều chuộng Quan Thế Âm hết, đều chuộng và đều tôn thờ hết. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là tôn tượng của Quan Thế Âm là tượng có thể nói rằng là được làm hầu như là nhiều nhất ở trong các xứ theo Đại Thừa. Có thể nói rằng là nhiều không có thua kém gì là hai vị Phật, là Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Di Đà, có khi nhiều hơn nữa. Nên người Trung Hoa người ta hay nói câu là ra ra A Di Đà hộ hộ Quan Thế Âm. Thì đó là cái nhìn mà chính xác ạ, mà không phải rằng là những cái mà nhìn mà nó hơi gọi rằng là theo một cái thấy, theo một cái vấn đề kiến văn giác chi của chúng sinh mình nhận định thôi. Đây là mình thấy như vậy. Anh ra vì vậy là chẳng với những phàm phu vọng mê vọng á, ngưỡng mộ Quan Âm thôi, mà cả cho đến cả những bậc trí tuệ không cùng cũng phải ngưỡng mộ Quan Âm. Anh ra từ Phật cho đến tất cả những vị Bồ Tát mà độ hóa chúng sinh thuộc về Đại Thừa Phật Pháp đó, đều không thể nào mà ly cái đại bi tâm nó trên được. Anh ra vì vậy mới nói rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát lúc kiếp xa xưa là một vị Phật rồi, tức là chính Pháp Minh Như Lai, có nhiều nơi nó chính Pháp Danh Như Lai. Sau này do cái hành nguyện độ sinh đó mới lại ứng hóa thành thân của Bồ Tát gọi là Quan Thế Âm. Thì cái đó nó cũng chỉ là nói đến cái mục tiêu là từ cổ Phật, hay là cho đến từ cổ Phật độ sinh cho đến rằng là đương đương thời muốn độ sinh đều phải dùng tới vấn đề của đại bi tâm. Anh ra mình cũng hiểu một điều là khi tu hành nó phát Bồ Đề Tâm có một cái ý nghĩa là gồm hai mặt. Cái ý nghĩa đó là chuyển thức thành trí mà chuyển ái thành bi, là do ái mà thành thức phân biệt, do ái mà sinh phân biệt thức, do bi mà thành được vô phân biệt trí. Mà nếu mà thành tựu được vô phân biệt trí nó thì tự nhiên đại bi á, nó hiển bày. Mà nếu mà dùng phân biệt thức á, thì ái tánh nó sản sinh. Thành khi nào cũng tâm niệm như vậy đó thì mới hành Bồ Đề Tâm được. Còn nếu không mà hiểu như thế đó thì Bồ Đề Tâm nó không có hai cái tác dụng nói trên đó, thì Bồ Đề Tâm nó chỉ là một Bồ Đề Tâm hành thi tổng nhục, một cái sắc ma Bồ Đề Tâm, chứ không phải rằng là một cái Bồ Đề Tâm mà có cái tinh thần, có đức, có năng, có thật, vẫn toàn vẹn những cái tinh thần thành tựu độ sinh mà là chân chính. Anh đương nhiên nói một khi mà nói là tôi phát Bồ Đề Tâm á, thì đương nhiên trong trong cái ý nghĩa của cái câu mà tôi phát Bồ Đề Tâm nó phải bao hàm cái toàn bộ hai cái vấn đề nói trên, tức là phải cố gắng chuyển toàn bộ thức thành trí. Thức làm sao biết để chuyển thức thành trí, là chuyển mọi cái phân biệt trở thành cái vô phân biệt. Chuyển ái thành bi là làm sao để chuyển ái thành bi. Chuyển ái thành bi có nghĩa rằng là chuyển làm sao để mà bình đẳng với lại nhất thiết chúng sinh. Oán thân gì cũng có thể bình đẳng, oán thân gì vẫn có, thế nhưng vẫn bình đẳng được. Chứ không phải rằng là không thân với ai mà cũng không có bị ai oán nữa mới gọi là bình đẳng. Và bình đẳng có nghĩa rằng là mặc kệ thiên hạ thân, mặc kệ thiên hạ oán, mà ở nơi mình nó vẫn bình đẳng, không có thân oán, tức là vẫn bình đẳng được, tức là vẫn cứu độ như nhau, vẫn có thể phục sự y như nhau. Thì đó là từ từ. Cho nên vì vậy khi mà tập cái bi nguyện đó, với lại tập cái vấn đề gọi là phát Bồ Đề Tâm đó, là căn bản là mình hiểu là trong những cái mà tỳ ni oai nghi á, mình thấy đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi thầy đều phải, nghĩa là nhiếp tâm bằng cái cách rằng là lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, là cầu nguyện cho chúng sinh, là hồi hướng đó. Nghĩa là phàm làm nhất thiết mọi cái vấn đề gì đi chăng nữa cũng không ngoài cái tinh thần gọi là làm mọi vấn đề đó để hồi hướng, và bất cứ cái việc gì cũng hồi hướng,
Thì như thế nó thì mới gọi là Bồ Đề Tâm, tức là không có Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì, thầy đều là vấn đề độ sinh, vì độ sinh mà đi đứng nằm ngồi, đó gọi là đương nguyện chúng sinh. Đấy, Đức Phật không có bao giờ có những hành động gì đó mà nó dư giả, mà nó ngoài cái vấn đề độ sinh. Thành ra đó mới gọi là phổ giai hồi hướng, là không có một cái gì không phải là thoát ra khỏi cái sự hồi hướng hết. Thành ra mới nói là đương nguyện chúng sinh, tức là đều làm cho chúng sinh được những cái điều lợi lạc thì gọi là hồi hướng. Thành ra khi hồi hướng như thế nó thì nó tập cho mình từ từ huân tập được hai hai pháp nói trên, là vơi tăng ái mà tăng đại bi, mà trừ phân biệt mà thành được vô phân biệt bình đẳng. Tại vì đi đứng nằm ngồi gì đều tôi thì đương nhiên á, nó càng lúc càng phân biệt. Tại vì tôi đã có thì đương nhiên phải có tất cả những cái gì mà sở hữu của tôi, nó nghĩa rằng là thân bằng quyến thuộc của tôi, đệ tử tôi, bồn đạo tôi, chùa tôi, xứ tôi, dân tộc tôi, mà như thế thì làm thế nào nó có thể bình đẳng đối với nhất thiết chúng sinh được. Nên ra vì vậy mà có nhiều người tu thiền cũng hay lầm lạc ở cái chỗ như vậy, cho chánh niệm có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì là tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm, mà như thế nó thì nó đi ngược lại với lại cái chánh quán của chư Phật. Tại vì chánh quán của chư Phật là không có tôi trong đó. Nếu tôi nghe, ai nghe, tôi là ai, cái gì nghe, do cái gì mà nghe, cái nghe nó là từ đâu. Ví dụ bây giờ như Tô Đông Pha nói, bây giờ chẳng hạn như nói là nghe đờn nghe, nếu mà nghe tiếng âm thanh của đờn, vậy thì âm thanh nằm ở đờn hay nằm ở ngón tay? Nếu nằm ở đờn thì tại sao cái đờn để không sao không nghe, nếu nằm ở ngón tay thì sao, tại sao ngón tay đây thì sao không nghe? Cho nên đương nhiên nó phải phải quan sát tất cả những cái như thế thì thấy được cái vấn đề rằng là hai cái chữ tôi nghe hay tôi thấy hay là tôi cảm hay tôi gì đó đều là vọng hết. Tất cả những thứ đó đều là vọng, đều là y thác khởi hết, mà không phải rằng là từ bản thể của nó vốn là như thế, mà là nó chỉ là rằng là y thác khởi, dựa vào cái này và dựa vào khác, dựa hoàn toàn vào nhân duyên, thành ra do nhân duyên nhất thời thôi. Thành ra không có ngã trong đó. Thành ra vì vậy mà không có nói rằng là khi tôi đi thì tôi xin nguyện cho tôi thấy được tôi đi, đâu có nói như vậy. Tình hạnh hay phản hạnh, tình hạnh phẩm đó. Tu tình hạnh phản hạnh thì nói khi tôi đi tôi cũng nguyện cho chúng sinh, khi tôi ngồi tôi nguyện cho chúng sinh, nghĩa là tôi đi đứng nằm ngồi gì đó thì đối tượng của tôi cũng đều là chúng sinh, đó là tinh thần của phổ giai. Và tinh thần đó nó là chính là cái tinh thần gọi rằng là lấy nhất thiết chúng sinh á làm phước điền của mình, là đối tượng cho mình tu hành. Mà một khi đã lấy nhất thiết chúng sinh làm đối tượng tu hành của mình, phước điền của mình á, thì mình nghiễm nhiên trở thành đối tượng phúc điền của nhất thiết chúng sinh. Mình phải thuộc lòng tất cả những cái tinh thần như vậy, mà nhớ không quên thì mới biết phát Bồ Đề Tâm. Anh khi đương nguyện chúng sinh vậy thì nó tập cho mình á, từ từ đó giảm nhẹ cái thức mà tăng trưởng cái trí, tiêu trừ cái tăng ái đi mà thành tựu cái đại bi, là tại vì nhờ lúc nào cái tâm nó cũng mở rộng tới nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, thì đó mới là cái tinh thần đại bi mà bảo là bản thể của Bồ Đề Tâm. Hay giờ Bồ Đề Tâm mà vắng bóng đại bi ấy, thì Bồ Đề Tâm nó không thành tựu. Bồ Đề Tâm nó chỉ còn là cái xác ma Bồ Đề Tâm thôi, cái xác không chết, Bồ Đề Tâm nó chết ngắt, nó cương thi, Bồ Đề Tâm.